trong lòng kẻ rằng chẳng cần kính sợ Chúa Trời gì cả, vì nó dương mắt tự cam rằng tội ác mình sẽ không bị bại lộ và không ai ghét mình cả. Đúng là đây mình thấy đúng là đôi khi mình thấy những cái kẻ làm ác rõ ràng nó như này cũng là một cái điều mà sao đang mặc quỷ lừa dối, đâu có cần kính sợ Đức Chúa Trời gì cả đúng không? Và thậm chí là có những cái điều mà thậm chí khi mà cái tội ác có đến thì mình thấy là gì, có những cái điều thầm kín giấu trong lòng, có những cái mưu mô, có những việc làm ác và thậm chí có những cái sự hại người khác. Mình tưởng rằng là đâu những cái việc làm đâu có cái vấn đề bại lộ, đâu có sợ gì bại lộ đâu, nhưng mà những cái việc làm ác đó, những cái kẻ làm ác đó quên ra một điều gì, Đức Chúa Trời ngay trên trời nhìn xuống, thực sự có cái điều gì mà giấu nổi Chúa không? Không có một cái điều gì mà thầm kín có thể giấu, che giấu được trước mặt Đức Chúa Trời cả. Và chỉ có những cái kẻ ngu muội, những kẻ thiếu hiểu biết, những không hiểu gì mới nói là chẳng cần kính sợ Đức Chúa Trời gì cả. Và đúng thật là cái điều này mình thấy là coi như cái dân ngoại thì họ thấy họ làm cái điều này mình thấy thì quá bình thường rồi, họ đâu có tin Đức Chúa Trời gì đâu. Nhưng ở đây mình nói lại trong vòng con cái Đức Chúa Trời ạ, mà coi như có cái suy nghĩ này thì mình thấy là cũng là một cái điểm rất là lạ, không biết là có phải con này là con cái Đức Chúa Trời nữa. Đây là một cái điều mà để con như ngay nhiều khi mình đã không cần nói ai, ngay sâu xa trong lòng mình nó vậy. Có những lúc coi như có những cái tiếng thì thầm ở trong sâu thẳm trong con người mình, cứ làm đi không sao, Đức Chúa Trời nhân từ lắm, hãy dầu lòng tha thứ mà, cứ làm đi, làm đại đi. Thậm chí chẳng có những lúc xác thịt nó nổi lên, chẳng có Chúa nào cả. Có đấy, những cái tiếng thì thầm đấy, những cái con người xác thịt, mặc dù là có những môi miệng chưa nói ra, nhưng mà cái con người xác thịt bên trong nó đã chuẩn bị nó làm cái điều đó rồi. Chờ lúc mà cái con người xác thịt mình không kìm nén được nữa là bắt đầu là nó bộc phát ra rồi thôi. Nó thể hiện ra con người bên ngoài, chứ thực sự sâu thẳm ở trong con người mình nó đã bản chất là đã có sẵn cái điều này rồi. Những tội lỗi mà giấu kín chúng ta làm, có những cái lời nói sâu thẳm làm hại anh em chúng ta nữa, những cái lời độc ác ra từ những môi miệng chúng ta, có những cái sự mưu mô mưu toan chủ định để rồi chuẩn bị làm hại cho chúng ta, có tất cả những điều này nó đều có cả. Xin Chúa qua cái điều này để xin Chúa cứu mọi gì, không có một cái điều gì để che giấu được trước mặt Đức Chúa Trời cả. Và nếu mà chúng ta ngày nào mà đó mà chúng ta nói ở trong lòng rằng mà chẳng có cái sự kính sợ Đức Chúa Trời nào gì cả thì thôi, lúc đi là cuộc đời chúng ta hết thuốc chữa, vô phương cứu chữa đấy. Không còn cái gì để nói, là lúc ý là Đức Chúa Trời cũng bo tay chấm con mà. Xin Chúa cho chúng ta hàng ngày có cái đời sống càng ngày càng có sự kính sợ Chúa nhiều hơn nữa. Thì chỉ cuộc đời này nếu mà chúng ta tin Chúa rồi mà chúng ta không còn sự kính sợ Đức Chúa Trời thì thôi, kể như cuộc đời chúng ta không còn gì để nói nữa. Và cuộc đời này nếu không có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta thì chúng ta sống nó cũng vô nghĩa, nó cũng giống như là cái như con người thực vật, chứ không phải là một con người thực sự của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cứu chúng ta và cho chúng ta luôn luôn có một đời sống kính sợ Chúa. Khi chúng ta kính sợ Chúa thực sự rồi thì cái điều ác kia nó sẽ không còn dính dấp theo chúng ta nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta mỗi ngày cho chúng ta có cái sự kính sợ Đức Chúa Trời. Vì sự kính sợ Đức Chúa Trời là gì? Khởi mới là chỉ sự khởi đầu của sự khôn ngoan thôi. Thế cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta mỗi ngày.
Tôi cũng học tiếp theo câu 3 và câu số 4. Các lời của miệng nó đều độc ác và dối gạt. Nó đã từ bỏ nếp sống khôn ngoan và từ bỏ làm điều lành. Nó mưu toan làm ác trên giường mình, đứng trên con đường bất hảo và không từ bỏ điều dữ. Và đây cũng là một cái điều mà Kinh Thánh cũng nhắc nhở cho đời sống của chúng ta là những người tin Chúa. Nếu như chúng ta không cẩn thận về cái tấm lòng của chúng ta thì cái điều đó rất là dễ chúng ta bị nhiễm độc. Tức là những cái điều mà độc ác nó sẽ đến với chúng ta. Có thể chúng ta không có điều đó, nhưng mà chúng ta tiếp nhận điều đó đến từ những cái điều không tốt, tức là những cái thần linh không thuộc về Ngài. Thế thì ở đây chúng ta nhìn về cái phương diện thuộc linh thì chúng ta thấy rằng cái miệng cũng là biểu hiện của tấm lòng. Và khi mà một con người mà đã nói ra những cái sự mà dối trá, tức là người ta không bao giờ có một cái suy nghĩ hầu việc Chúa một cách đứng đắn, mà chỉ là lấy bụng mình làm Chúa. Và đây thì Chúa cũng nói với chúng ta về cái đời sống, tức là chúng ta không biết giữ mình. Như ở trong cái nhìn của bông trái thì chúng ta thấy rằng cái trái mà cái bông trái mà cuối cùng ấy, nó là cái tự chủ, hoặc là cái tiết độ, hoặc là tiết chế. Và đó là một cái điều mà để giữ chúng ta ở trong cái sự nhân đức. Và đây cũng là một cái nhìn mà Chúa cũng dạy dỗ để cho chúng ta phải cẩn trọng. Bởi vì rất là dễ chúng ta từ bỏ cái nếp sống khôn ngoan và làm điều lành. Tôi cũng nghĩ rằng đây cũng là một cái sự mà Chúa nhắc nhở. Bởi vì thật sự mà nói là chúng ta có thể miệng thì không nói, nhưng mà lòng của chúng ta đã nói. Như vừa rồi anh em chúng ta chia sẻ, chúng ta có nhiều cái lối ác ở bên trong. Mà cái này chúng ta phải ngay thẳng, tức là chúng ta phải thừa nhận chúng ta có những cái điều đó. Và chúng ta phải nhờ cậy Chúa để xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Thì chúng ta rất là dễ rơi vào cái trường hợp của cái người Pharisee mà Chúa quở trách họ rất là nặng nề. Họ cũng rất là ngay thẳng theo tính chất về phương diện xác thịt. Thì như ở trong câu 3 thì nó là vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ vì họ nói mà không làm. Có những người thì ngày hôm nay chúng ta biết là họ nói cũng rất là hay, nói rất là tài, nhưng mà cái đời sống của họ thì quả thật là nó lại trái ngược lại. Như ở trong tiết 1 câu 16, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời nhưng xét về việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch, không thể làm một việc lành nào hết. Thì người Pha-ri-si thì Chúa ghét là vì cái mà nó nói mà nó không làm. Nó biểu người ta cầu nguyện nhưng mà nó không cầu. Nó biểu người ta phải kiêng ăn nhưng mà nó không kiêng ăn. Nó biểu người ta làm điều này điều nọ nhưng mà nó không làm. Và cái mưu đồ lớn hơn của cái người mà có cái bản chất đó, nó đi đến cái tội lỗi. Như ở trong cũng Matthew 23 thì Chúa lại nhắc nhở về cái điều đó. Tức là khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisee giả hình, các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để họ vào. Câu 14 thì nói rằng khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisee giả hình, các ngươi nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các ngươi sẽ bị kết án nghiêm khắc. Ở đây thì mình thấy là cái đời sống của mình, có thể nói là mình là người tin Chúa và thậm chí là người nói rằng hầu việc Chúa, nhưng mà coi chừng chúng ta rơi vào cái sự giả hình. Tức là cái miệng chúng ta nói nhưng mà cái đời sống, việc làm của chúng ta thì nó trái ngược lại. Đây là một cái điều mà Chúa cũng cho chúng ta nhận biết để xem trái, biết được cái cây. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái bản chất của người Pharisee là nói nhưng mà không làm.
dạy người ta thôi, nhưng mà đời sống mình thì nó lại trái ngược. Nó mưu toan làm ác trên giường mình, đứng trên con đường bất hạnh và không từ bỏ điều dưỡng. Như ở trong những cái thư tín thì tôi nhớ có một câu kinh thánh mà Phaolô nói là họ coi như là làm điều dưỡng mà không biết chán. Tức là họ giống như là nó bây giờ nó chai lì rồi, nó không còn biết là phân biệt đâu là lành, đâu là dữ, và nó cứ đi theo cái con đường làm ác của mình, tức là cho mình là phải. Và đây cũng là một cái sự mà có thể nói là nó thể hiện lên cái sự kiêu ngạo ở trong lòng của người đó. Nên là chúng ta thấy rằng câu 12 thì nói rằng kìa, những kẻ làm ác thì ngã gục, chúng bị lật nhào không thể trỗi dậy được. Và cái hậu quả của những người sống theo cái sự kiêu ngạo của mình thì chắc chắn là bại hoại sẽ kế tiếp để theo sau. Nên là xin Chúa cũng thật sự cho chúng ta tỉnh thức để nhìn thấy đời sống của mình. Như chúng ta thấy David tội lỗi cũng rất nhiều, nhưng ông ta cũng nhờ cậy Chúa để mà xin Chúa là xin Chúa cho con có những cái lối ác nào thì xin Chúa chỉ dạy ra cho cái điều đó. Tại vì chúng ta có rất là nhiều những cái tội lỗi kín giấu, mà nếu như Chúa không chỉ cho mình thì mình cũng sẽ như là kẻ mù. Và chắc chắn là nếu mà mù mà để cho kẻ mù dẫn nữa thì thôi, chắc chắn là phải rơi xuống hố thôi. Nên là đây cũng là một điều mà xin Chúa cũng gìn giữ cái tấm lòng của chúng ta, cũng như là cái môi miệng của mình. Nhiều khi chúng ta nói lời Chúa thì rất là hay, nhưng mà đi vào trong cái thực tế thì bắt đầu lúc đó chúng ta mới thấy cái con người thật của mình nó gian nát kinh khủng. Và để cho chúng ta thấy là chỉ có nhờ cậy Chúa thì chúng ta mới vượt qua được. Còn không thì chúng ta cứ cố sức để làm. Và tôi thấy là ngày hôm nay có nhiều người cứ lấy sức riêng hầu việc Chúa cũng thấy rất là nguy hiểm, thậm chí cũng không cầu nguyện. Tại vì mình làm được rồi thì mình đâu có cần Chúa đâu. Tôi thấy có nhiều người cũng lạ, hầu việc Chúa nhưng không bao giờ chịu cầu nguyện và cứ làm theo cái quán tính của mình, và điều đó rất là nguy hiểm. Xin Chúa thương xót. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói về cái phương diện thuộc linh là chúng ta cần nên có một cái sự bày tỏ của Chúa từ bên trong thì chúng ta mới biết được ý muốn của Chúa. Còn nếu không thì cứ làm theo ý mình cho là phải, thì Chúa nói đó là kẻ ác. Kẻ ác là cho mình theo cái ý tưởng của mình là đúng và chỉ trích về cái điều của người khác là sai. Và Kinh Thánh nói đó là chính là cái kẻ ác, chứ không phải là người không tin Chúa là kẻ ác. Chính những người miệng xưng mình là người tin Chúa, nhưng mà Kinh Thánh nói nó là kẻ ác. Nó làm ác từ trên giường mình, tức là nó suy nghĩ bụng bảo dạ rằng, như Satan bụng bảo dạ rằng. À, chúng ta không bao giờ để cho Chúa nói, mà chúng ta để cho cái lòng của mình nó muốn, và chúng ta đi theo cái tư dục, cái lòng của mình muốn, thì chắc chắn chúng ta sẽ dẫn đến cái mưu trước của ma quỷ, và cuối cùng cái hậu quả là đưa chúng ta đến cái con đường diệt vong. Như ở trong câu 12, kẻ ác thì sẽ bị ngã gục và sẽ bị lật nhào không thể trỗi dậy được. Xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta biết cái thần linh mà chúng ta đang nhận đó là cái thần linh đến từ Ngài hay là đến từ ma quỷ, để rồi chúng ta cần nên phân biệt được để tránh xa những cái điều gì nó không đến từ Chúa. Và cái điều gì đến từ Chúa thì chắc chắn nó sẽ vực chúng ta dậy, nó sẽ đưa chúng ta đến cái con đường của sự sống và bình an thật. Amen. Tôi xin cảm ơn Chúa. Chúa và ban sự công chính của Ngài cho những ai có lòng hay thật. Cầu Chúa ban sự nhân từ cho những người biết Chúa. Ai là những người biết Chúa? Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta dự tính cho tương lai ngày mai thôi. Chúng ta tính là ngày mai chúng ta sẽ đi làm, nhưng mà ngày mai chúng ta có khách. Rồi ngày mai chúng ta đi đám cưới, một cái câu chuyện của nó chỗ kia. Đó, thì là chúng ta nó cứ lệch đi. Vậy là tương lai của ngày mai chúng ta không biết, và chúng ta nhận biết rằng là có người người mà chưa biết Chúa được gọi là có số phận, là đấng tạo hóa. Thì chúng ta
người biết Chúa, thì nhờ những cái đó mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta dự tính cho ngày mai, ngày kia, cái tuần sau, mà khi mà nó diễn ra thì nó không giống như ý chúng ta muốn, chúng ta biết rằng là Thánh Thánh Hóa có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sắp đặt có nội dung Ngài đã định thời kỳ chỗ ở cho con người, đó là chúng ta nhận biết Chúa. Chúng ta nhận biết Chúa là cầu Chúa ban sự nhân từ cho những người nhận biết Chúa. Khi chúng ta nhận biết Chúa, chúng ta đến với Chúa, thì Chúa sẽ ban sự nhân từ chúng ta và ban sự công chính của Ngài cho những ai có lòng ngay thẳng. Sự công chính của Ngài, ngày nay chúng ta biết rằng sự công chính của Đức Chúa Trời đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là danh của Chúa Giêsu, chúng ta được xưng công bình. Sự công bình của cái thời tân ước này là tỏ ra qua Chúa Giêsu. Tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta gọi là sự công bình của Đức Chúa Trời, công chính, công bình, và cho ai có lòng ngay thẳng. Vậy ai là người có lòng ngay thẳng? Đó. Ông David thì khi ông ấy phạm tội thì sao? Xin Chúa dựng lên trong tôi một tấm lòng ngay thẳng. Lòng ngay thẳng không nghĩa là phải lòng mình sạch, mà không nghĩa là ông ấy nhìn thấy cái tội lỗi của mình, và ông biết cái tội lỗi của mình, và ông dám nhận tội, thì đó là cái lòng ngay thẳng trước mặt Chúa. Ông cảm biết rằng là mình là người tội lỗi, mình đáng chết, mình đáng thù xả đó, và ông nhìn thấy cái đó và ông khao khát cái nhân từ, cái ân điển của Chúa, và ông nghe thẳng là ông dám nhìn vào cái con người thật sự của mình, con người bên trong của mình, cái con người khốn nạn của mình, gọi là cái lòng nghe thẳng là mình nhìn thấy cái đó. Cũng giống như một tù nhân đó, người ta bị án tử hình rồi, người ta thấy là người nhìn thẳng là thật sự là mình là đáng chết, là mình đáng thù xả rồi, và chỉ có Chúa Giêsu nó đến để lánh sự xả của chúng ta trên cây gỗ, Ngài lánh sự xả của chúng ta đó, và Ngài chịu chết thay cho chúng ta chết đó. Chúng ta như David nói bởi trong Thi Thiên 51, ông nói là mẹ tôi đã hòa thai trong tội lỗi, và cái câu 9, câu 10 tôi nói là xin Chúa hãy dựng nên cho tôi một lòng ngay thẳng, nghĩa là khi ông cảm biết sự khốn nạn của mình rồi, thì ông bắt đầu ông xin Chúa biến đổi, ông khao khát cái ân điển của Chúa và cái lòng ngay thẳng của Chúa ban cho ông ấy, thì là ông khao khát cái đó. Còn nhiều khi thì chúng ta cầu nguyện, bởi vì sao mà Chúa không nghe? Bởi vì chúng ta không có nhìn vào cái lòng của chúng ta, mà chúng ta nhìn vào cái việc làm của chúng ta. Và chúng ta làm cái nọ, làm cái kia, để chúng ta bảo tại sao mà tôi làm nhiều việc như vậy, chúng ta không, Chúa không nghe lời. Nhưng mà Chúa thì sao? Chúa thì tất cả những cái đó chúng ta có làm, chúng ta có khánh khiết, chúng ta có đọc kinh thánh, có phục nhiều kinh thánh, chúng ta có giỏi, nhưng mà tất cả những cái đó nó giống như áo nhất trước mặt Chúa thôi, và chúng ta chỉ tin rằng chúng ta không làm gì hết, chỉ có Chúa mới làm được chúng ta thôi. Và vì biết ơn Chúa thì chúng ta sẽ làm những cái đó, chúng ta sẽ đọc kinh thánh, chúng ta sẽ đi nhóm, chúng ta sẽ đi cầu nguyện, chúng ta sẽ làm có nghĩa là khi mà chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta sẽ cố gắng vâng theo lời Chúa và cầu nguyện Chúa ngự ở trong chúng ta, thì mà khi mà Đức Thánh Linh ở trong chúng ta rồi thì chúng ta có chín trái Thánh Linh của Ngài, đó là sự nhân từ, yêu thương. Còn chúng ta cứ cố gắng rồi chúng ta làm cái nọ làm cái kia, nhưng mà chúng ta không nhìn thẳng vào lòng của chúng ta, tất cả những cái đó là chỉ là việc làm ở bên ngoài thôi. Và chúng ta khi chúng ta nhìn vào việc làm của chúng ta thì chúng ta để ngoài Chúa ra ngoài, thì chúng ta cầu nguyện thì Chúa có ngay. Nhưng khi chúng ta biết chúng ta không làm gì hết, thì chúng ta thật sự nhìn thấy cái sự khốn nạn của chúng ta, chúng ta kêu cầu Chúa, khao khát Chúa thật sự, thì lúc đó Ngài sẽ nhận lời của chúng ta. Xin Chúa thương xót để cho chúng ta biết nhìn thẳng vào tội lỗi của chúng ta, để chúng ta trước mặt Chúa chúng ta biết cảm biết sự khốn nạn mình, chúng ta biết khao khát cái sự nhân từ của Chúa, cầu Chúa ban sự nhân từ cho những người biết Chúa và ban sự công chính của Ngài cho những ai có lòng ngay thẳng. Cảm ơn Chúa. Xin đừng để cho trẻ em ở theo được cho con, cũng từ cái tay thì là các sự để con. Cảm ơn Chúa. Thì ở đây thì nó có hai cái, thì một cái là cái trẻ em ở theo được con thì ở ngoài,
cũng là những cái người thân, người lân cận mình, thì những người thì cũng nhờ Chúa mà cũng thêm sức cho mình là có đức tin. Thì thôi thì mọi người muốn nói thế nào cũng kệ họ. Đó. Thật sự là bản thân tôi thì tôi cũng theo Chúa cũng gần 4 năm nhưng lời Chúa chưa có cho tôi, cho nên cũng chả có gì để mà nói với người ta được, cho nên là tôi yên bụi. Nhưng mà còn cái trong xác thì trong cái con người mình, còn những cái trong con người mình thì luôn luôn có một hai cái. Một cái thì mình muốn làm những cái điều thiện, nhưng mà một cái điều ác thì lúc nào nó cũng nhiều khi cái khách quan hoặc là cái cuộc sống của mình nó cũng gợi lên mình nhiều cái, và để cho mình thấy rằng cái trái ngược ở với lời Chúa. Thì nhưng mà xin Chúa giúp để cho mình không bị cái chân cái ác là nó tấn tấn lên thịt mình, để cho mình tránh xa đi, để mình cũng tin với Chúa đó. Và cũng như cái đường tay cái ác cho tụi con. Thật sự thì tôi cũng nói là ở hai cái ở bên ngoài thì tôi đi nhóm thầy như đào xóm bà bổ, như ông thì ông không nói gì cả, nhưng mà bà xóm bảo ông đẩy để cho bà đi lấy bà của ông có trường bắt bà, ông bảo ông bắt cho chứ không gì nữa, còn mất rồi. Nhưng mà thật sự thì mình có Chú cho nên mình cũng cứ bình an, không có sao cả. Đã đi bữa nay đi thì đi có chị Cúc đi, hai chị em đi, chị Cúc bảo đó. Cho nên là nhiều khi mà không cũng lòng thì nhiều khi ở gia đình thì có thể là cũng còn những chịu thông cảm, nhưng mà hàng xóm người ta cứ khiêu khích á, thì cũng làm cho gia đình mình có những cái xáo trộn, không được bình an, không được hòa thuận. Thế nhưng mà cũng hồi xin Chúa thì cũng như là qua cái đợt thấy mình về thì thật sự thì bên ngoài thì thấy gia đình anh như vậy thì ai cũng đến cũng thấy và cũng nói, cho nên là làm cho ông ấy cũng khắc phạm được, nhất là con trai của ông xã thôi. Cho nên là nhưng mà mình thì có Chúa thì mình thấy vững an, không được gì cả. Đấy là ý tốt của Chúa. Đó, cho nên là cái mà mình để vững như nếu mà biết thì chỉ có Chúa giúp được cho mình thôi, chứ còn nếu mà bề ngoài mà mình không có Chúa thì thật sự là hứng động á. Các con đi thì mập mạp khỏe mạnh, về đó thì tàn tạ đó, thì mỗi làm sao mình có Chúa mà nhiều khi cũng còn chưa đứng vững được, nó huống hồ những cái người xác thịt thì tôi chưa biết Chúa đó. Cho nên thì cảm ơn Chúa, thì tôi Chúa cũng có cái hai con này lại thật sự là chỉ có Chúa thì tôi giúp được cho mình nó có cái bình an, có cái bình an đó. Để cảm ơn Chúa thì qua cái câu này xin Chúa thêm sức cho tôi cũng như anh em, để cứ dù cái hoàn cảnh thế nào thì cũng cứ xin Chúa cho được mình vui mừng vui vẻ, và cũng chắc đến với Chúa và cảm ơn Chúa. Dù nói thật thì cũng như hôm trước tôi cũng đã nói mọi người thì bây giờ bé Linh nó về thì nó không trở đi, thì xin mọi người cầu nguyện thay thêm sức cho. Thì tôi nghĩ thôi thì nếu mà ở đâu Chú cứu thì tôi cũng cứu, chứ không phải mua cái bộ với cái tiền của mình, tấm lòng của mình thì cũng sẽ thành lời. Tôi vừa cũng cần cái gì để tôi sẽ cứu mình lại. Để cảm ơn Chú thì tôi vẫn tin đến Chú đó. Nhưng mà con trai tôi với chồng tôi thì ông ấy thì cũng có vẻ là ngu, nhưng mấy thằng con tôi thì nó cũng chưa ta chưa được nói thì cũng xin cầu nguyện thêm cho cha tôi với lại con trai nữa, có thể cho đến khi nó cũng biết cái lời chế để nó bỏ, không muốn nói thật sự là nó có hối hận. Hôm tôi về là tôi hôm chiều hôm kia thì cũng thật sự nhiều, nhưng mà đến khi tôi nói thì ngu thì cô hai mẹ con trong bếp là ngồi cầu nguyện, dẫn cầu nguyện
ơn là ba lần nó sinh hô ra. Đấy, nó chứ mỗi lần là kêu đến Chúa Giêsu nó cũng khó nói ấy, nhưng mà hôm nay sinh hô ra là xin cứu giúp con, và con không chấp nhận công bố cái tà linh, những cái quyền lực trong tối là không chấp nhận này. Thì nó đọc ba lần. Thì lúc đầu thì tôi bỏ lại đây, tôi ghi âm lại, nhưng mà tôi lại mở ra, nhưng mà không mở được ghi âm. Không có phải là không ghi âm được. Thế là đến khi bố con với mẹ đọc lại lần nữa thì tôi đọc công bố ra thì nó đọc theo. Cảm ơn Chúa thì có dấu hiệu là nó cũng đang mở ra. Đang mở ra nhưng mà nó cũng còn trống, nhưng mà là cái đấy thì cũng là Chúa cũng còn lại đọc. Cảm ơn Chúa thì là tất cả mọi người thì cầu thêm sức cho. Thì qua cái thời gian thì tôi ở bên hôm nay thì đúng là tất cả về tất cả các mọi người thì cảm ơn Chúa cũng bị lấy tình yêu thương của nó của Chúa mà anh em khi mà gia đình của mình còn được ấm thần Chúa trước mắt và tất cả anh em, và xin Chúa cũng cũng thêm sức chung chúng ta và thắng sức chung chúng ta hàng ngày. Yeah.